fan rồi lại tên đình. Đây là thằng nhóc con nít nồi, chém chém gió ít thôi. Nhạc mày rất xa như là Bitcoin, tắt ở mày fit thôi. Đây Jay Rowley hay là Richard Milley, đồng nghiệp mà ta là biết chơi. Đồng phố Dio và Elvis Stock, kim cương trên cổ hơn từ tuyết rơi.
let me see your underwear. Yes.